Xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là những mẫu xe Exciter phiên bản 150 và thỏa theo yêu cầu của rất nhiều anh em để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình. Thì thông qua video ngày hôm nay, mình sẽ quay cận cảnh chi tiết hầu hết tất cả đầy đủ các màu sắc của dòng xe Exciter phiên bản 150 của năm 2023 để các bạn cùng tham khảo trong thời điểm sau Tết, cụ thể là cuối tháng 2 năm 2024. Mình sẽ quay lần lượt từng màu sắc một để các bạn có thể nhìn ngắm, sau đó sẽ báo giá cụ thể các bạn nha. Monster Energy các bạn đang theo dõi trên màn hình, đây là một màu sắc được lên tem đến từ Yamaha Mạnh Đạt luôn. Mình cũng quay cận cảnh trực tiếp tại Yamaha Mạnh Đạt với địa chỉ cụ thể đường Điện Biên Phủ, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu. Màu sắc đỏ nhám cũng rất đẹp. Màu sắc này thì các bạn cũng đã biết rồi, cũng đã sản xuất từ năm 2020 đến nay vẫn tiếp tục được Yamaha Moto sản xuất năm 2023. Một phiên bản màu xanh dương đậm giới hạn của năm 2023. Toàn là những màu sắc đẹp hấp dẫn thôi. Phía sau đây cũng là những cái màu sắc giới hạn, màu xám xanh, xám ánh xanh của năm 2023, các bạn nhìn cận cảnh. Rồi màu sắc đen nhám nhưng được lên một số những cái họa tiết mảng nhựa màu cam, nhìn nó khác biệt hơn đôi chút. Và một phiên bản màu trắng đỏ cũng rất đẹp luôn trên mẫu xe này. Hiện tại thì mức giá bán của dòng xe Exciter phiên bản 150 đang khá là tốt các bạn nha. Dao động cho khoảng tầm từ 43 cho tới 45 triệu, đó là mức giá bán tại khu vực miền Bắc. Hiện tại thì miền Bắc với dòng xe Exciter này đang có mức giá bán cao hơn so với khu vực miền Nam. 43 đến 45 triệu, 43 triệu những cái màu sắc như màu trắng đỏ, màu xám cam này, 44 triệu những phiên bản màu sắc đỏ nhám, đen nhám này, rồi 45 triệu những phiên bản màu sắc giới hạn của năm 2023. Và cao hơn một chút ấy là những phiên bản lên tem thì giá vào khoảng tầm 46 triệu các bạn nha. Đây là một số những màu sắc khác nữa để các bạn có thể nhìn ngắm này. Rất cụ thể luôn. Kể cả phiên bạc màu bạc đỏ cam của năm 2022, rồi xanh rêu quân đội 2022 vẫn đang còn hàng, giá vào khoảng tầm 45 triệu. Xám cam cũng vậy, rồi đen nhám cũng vậy. Đen nhám đây, các bạn có thể nhìn ngắm. Đen nhám giá vào khoảng tầm 44-44.500.000. Rồi màu sắc xám đỏ cam giới hạn 2023 mới nhất, giá vào khoảng tầm 45 triệu. Có những bạn nào mà thích lên màu sắc đen nhám lên bộ tem giới hạn năm 2018 ấy, cũng có hàng luôn, giá vào khoảng tầm 46 triệu các bạn nha. Vì được đại lý lên cho nó bộ tem giới hạn của năm 2018, bộ tem màu đỏ đen limited rồi. Gần như là một mẫu xe có bộ tem khá là đẹp luôn. Mình thấy rằng những cái họa tiết tem xe đơn giản như vậy thôi lại toát lên những vẻ thể thao mạnh mẽ và phong cách. Hiện tại thì dòng xe Exciter phiên bản 150 các bạn đang theo dõi trên màn hình ấy là một mẫu xe mình nghĩ là khá là ok, với một thiết kế rất là huyền thoại, với hệ thống đèn pha cốt ở phần phía trên của xe. Điều này là một điều mà khách hàng Việt Nam chúng ta cũng rất là quan tâm, bởi các bạn đi vào khúc cua ấy thì hệ thống đèn của xe sẽ đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí, nó sẽ cua cùng với tay lái của người lái của xe. Còn lại hiện nay một số dòng xe côn tay underbone ở khúc 150 ấy, đến 150 phân khối thì đã di chuyển hệ thống đèn pha xuống dưới của xe rồi các bạn nha, nên đâu đó có một phần gì đó là chưa được sự ưng mắt lắm. Hầu hết các dòng xe như là Honda Winix hay là Exciter phiên bản 155 phiên bản mới cũng đã di chuyển toàn bộ hệ thống đèn pha xuống dưới rồi. Nó gần giống như mẫu xe Tega hiện nay tại Việt Nam chúng ta như NVX, Honda E-Blade, Honda Vario vân vân. Thì nó di chuyển như vậy rồi thì đi vào những khúc cua ấy, nó cũng sẽ thực sự là hệ thống những cái hiện diện của đèn ấy, nó sẽ không ôm cua theo tay lái của người lái xe, nên nó cũng có phần nào đó ảnh hưởng. Nên là nhiều bạn cũng vẫn thích hệ thống đèn pha cốt ở phần phía bên trên đầu xe giống như dòng xe Exciter phiên bản 150 ở đây, để nó đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí các bạn nha. Hiện tại thì dòng xe Exciter phiên bản 150 này thì Yamaha Moto Việt Nam vẫn hướng mẫu xe này là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với dòng xe Honda Winix. Tuy nhiên thì mình thấy rằng mức giá bán của nó cao hơn dòng xe Honda Winix, mà trang bị của nó thì lại không bằng được so với dòng xe Honda Winix, như hệ thống phanh chống bó cứng ABS này không có này, chìa khóa thông minh smart key cổng sạc cũng không có luôn. Lên đây cũng là một cái điều đáng để phải cân nhắc trong việc lựa chọn. Với những ai thực sự yêu thích, là fan trung thành của dòng xe Exciter ấy, thì mình nghĩ lựa chọn mẫu xe này khá là ok. Tuy nhiên thì tùy vào điều kiện kinh tế và sử dụng thì mình nghĩ rằng các bạn hãy cân nhắc trong việc lựa chọn các bạn nha. Mình thì mình thấy Exciter phiên bản 155 ấy, trong thời điểm hiện tại mới là đối thủ của dòng xe Honda Winix. Nhưng Exciter 155 thì giá bán lại quá cao, cao còn cao hơn rất nhiều so với dòng xe Exciter phiên bản 150 ở đây. Mức giá bán của Exciter phiên bản 105 đang duy trì ở mức từ 48 cho tới 55 triệu cơ, cao hơn khá nhiều các bạn nha. Còn Exciter phiên bản 150 thì giá bán của nó chỉ vào khoảng tầm từ 43 cho tới 45 triệu mà thôi. Nên mình nghĩ cũng là một cái sự cân nhắc trong mức giá tiền của một dòng xe côn tay underbone phân khúc 105 phân khối đến 105 phân khối trong thời điểm hiện tại, để các bạn có thể lưu tâm lưu ý.
Với những bạn nào quan tâm tới dòng xe Exciter phiên bản 150 này, vẫn đang còn rất nhiều đầy đủ các màu sắc hấp dẫn. Các bạn đến trực tiếp với Yamaha Mạnh Đạt với địa chỉ cụ thể: đường Điện Biên Phủ, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, trên đường 58m đối diện với siêu thị Châu Tuấn để tham khảo xe cho mình các bạn nha. Hoặc có thể thông qua số điện thoại của anh Mạnh là giám đốc lý số điện thoại 0983154222 sẽ đánh tư vấn cụ thể về dòng xe ở đây. Những chương trình khuyến mại sau Tết vẫn đang còn, kết hợp với đó là các bạn sẽ được đến đại lý nói tốt năm giới thiệu, đâu đó sẽ được giảm giá bán của xe nữa cơ, với những dòng xe Exciter phiên bản 150 này các bạn nha. Và đó toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay, Top 5 đã chia sẻ một cách cụ thể với dòng xe Exciter phiên bản 150 để thỏa theo yêu cầu của rất nhiều bạn để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình. Mong muốn rằng mình quay chi tiết cận cảnh báo giá từng phiên bản một rồi, để các bạn có thể có cho mình cái nhìn nhận cũng như đưa ra mức giá bán cũng như là tham khảo cho mình, lựa chọn cho mình một mẫu xe ưng ý nhất cho năm 2024 này các bạn nha. Rồi, các giao lại của mình, nếu bạn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh giá sốt các bạn nha. Thích mẫu xe nào, các bạn cứ thoải mái để lại bình luận ở phần nhận xét để giá sốt ấy có thể đáp ứng cho các bạn. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.